tám phẩm phước tụ trời đế thích bạch phật Bạch Thế Tôn, nếu các thiện nam thiện nữ vân vân nào muốn thường được thấy sắc thân pháp thân của tất cả Như Lai ứng tránh đẳng giác ở mười phương vô lượng vô số thế giới, thì nên đối với kinh điển Bát Nhã Ba La Mật Đa Thậm Thâm, trí tâm lắng nghe, thọ trì đọc tụng, tinh cần tu học, suy nghĩ đúng lý, viết chép giảng giải tuyên thuyết lưu truyền rộng rãi là các thiện nam thiện nữ vân vân này đã thường được thấy sắc thân pháp thân của tất cả như lai like, ứng tránh đẳng giác ở mười phương lần lần tu hành mau chóng viên mãn bát nhã ba la mật đa thậm thâm khi ấy phải nên đem pháp tánh tu tập này quán niệm phật bạch thế tôn tất cả pháp tánh tóm lược có hai loại một là hữu vi hai là vô vi sao gọi là pháp tánh hữu vi đó là trí pháp nội không cho đến pháp vô tính tự tính không trí bốn niệm trụ cho đến mười tám pháp phật bất cộng trí pháp thiện pháp bất thiện trí pháp hữu ký pháp vô ký trí pháp hữu lậu pháp vô lậu trí pháp hữu vi pháp vô vi trí pháp có tội pháp không tội chí pháp thế gian, pháp xuất thế gian, trí pháp tạp nhiễm, pháp thanh tịnh. Các môn trí vô lượng như thế đều gọi là pháp tánh hữu vi. Tại sao gọi là pháp tánh vô vi? Đó là tất cả pháp không sanh, không diệt, không trụ, không khác, không nhiễm, không tịnh, không tăng, không giảm, vô tướng, vô vi, không tánh tự tánh. Như vậy gọi là pháp tánh vô vi các thiện nam thiện nữ vân vân này nên dùng hai loại pháp tánh như thế đối với chư như lai ứng tránh đẳng giác mà tùy tu niệm phật bấy giờ Phật bảo trời đế thích. Đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ông nói. Kiều thi ca, chư Phật ở đời quá khứ vị lai hiện tại, đều nương tựa bát nhã ba la mật đa mà đã chứng sẽ chứng. Hiện chứng quả vị vô thượng tránh đẳng bồ đà, thanh văn đệ tử chư Phật ở đời quá khứ vị lai hiện tại. Đều nương tựa bát nhã ba la mật đa mà đã chứng sẽ chứng Hiện chứng quả dự lưu nhất lai bất hoàn a la hán Độc giác ở đời quá khứ vị hiện tại đều nương tựa Bát Nhã Ba La Mật Đa mà đã chứng sẽ chứng hiện chứng độc giác Bồ Đề. Vì sao? Kiều Thi Ca, vì trong tạng bí mật bát nhã ba la mật đa thậm thâm, cho đến pháp tương ưng với ba thừa, như đã nói đây, đều dùng vô sở đắc làm phương tiện, dùng vô tánh vô tướng làm phương tiện, dùng vô sanh vô diệt làm phương tiện, dùng vô nhiễm vô tịnh làm phương tiện, dùng vô tạo vô tác làm phương tiện, dùng không nhập không xuất làm phương tiện, dùng không tăng không giảm làm phương tiện, dùng không thủ không xả làm phương tiện. Nói như thế, đều y vào thế tục không y vào thắng nghĩa vì sao vì bát nhã ba la mật đa thậm thâm không phải bát nhã ba la mật đa chẳng phải là phi bát nhã ba la mật đa chẳng phải bờ này chẳng phải bờ kia chẳng phải giữa dòng chẳng phải đất liền chẳng phải nước chẳng phải cao chẳng phải thấp chẳng bình đẳng chẳng bất bình đẳng chẳng hữu tướng chẳng vô tướng chẳng thế gian chẳng xuất thế gian chẳng hữu lậu chẳng vô lậu chẳng hữu vi chẳng vô vi chẳng thiện chẳng bất thiện chẳng hữu ký chẳng vô ký chẳng quá khứ chẳng vị lai chẳng hiện tại Kiều Thi Ca Bát Nhã Ba La Mật Đa Thẩm Thâm không cùng với pháp chư Phật, không cùng với pháp Bồ Tát, không cùng với pháp độc giác, không cùng với pháp thanh văn, cũng không lìa bỏ các pháp phàm phu. Khi ấy trời đế thích lại bạch Phật, Bát Nhã Ba La Mật Đa Thẩm Thâm là Đại Ba La Mật Đa, là Vô thượng Ba La Mật Đa, là Vô đẳng đẳng Ba La Mật Đa. Khi các đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa Thẩm Thâm, tuy biết cả cảnh giới sai biệt tâm hành của tất cả hữu tình nhưng không đắc ngã không đắc hữu tình cho đến không đắc người biết người thấy cũng không đắc sắc thọ tưởng hành thức cho đến không đắc lục xứ